Cơn gió phút lên có trái tim tựa như tiếng đàn làm tôi yêu xiết bao. Có những giấc mơ khẽ động lại trên từng đôi mắt, có những nụ cười xua tan đi những khó khăn, có những ánh mắt hằn lên bao niềm mong ước, và có những mảnh đời vẫn đang từng ngày bước tiếp những ước mơ. Một ngày đầu hạ, đặt chân đến với xã Đắk Rông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, chúng tôi tìm đến thôn 19 để gặp gỡ những nhân vật đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Người dân tại đây hầu hết là dân tộc Hơ Mông, đời sống của các hộ gia đình còn gặp rất nhiều khó khăn. Và việc cho con em mình đến trường như bao đứa trẻ khác lại là một thách thức rất lớn đối với họ. Thì nếu mà có công ấy là đi làm thuê hoặc là đi hái cà, hái tiêu rồi các thứ về. Với lại có lúc nếu mà nó hết mùa cà rồi thì anh em nào có kiếm được nhà nào xây thì mình đi tranh thủ đi làm cái đấy để về làm nuôi gia đình. Vất vả. Thứ hai nữa là vợ nó còn nuôi con này nữa, là chỉ một mình anh đi lao động thì hơi khổ. Nếu mà có mong ước thì em sẽ ước để có đủ điều kiện cho các con đi học đầy đủ để sau này con cái nó mới có được lợi cho nó. Chị này nó còn bảo là bố ơi, đi kiếm mua một con xe đạp mới tí cho con để con đi tới trường kia. Chị em ở trường thấy cái xe mình nó là xe mình thô sơ quá, mình đi không hợp, người ta thấy ngại quá, bố cũng thấy vất vả, thấy cũng tội nghiệp cho nó. Qua ánh mắt của các em tại nơi đây, chúng tôi biết và hiểu được có những giấc mơ vẫn đang từng ngày được lớn lên. Em tên là Lý Thị Sinh, năm nay em 13 tuổi, năm nay em lên lớp 7 ạ. Hằng ngày em thường phụ bố mẹ làm cơm hoặc là rửa bát chén, lại quét nhà cửa. Ước mơ của em là được trở thành ca sĩ vì em muốn hát một bài tặng bố mẹ em. Những khó khăn mà em gặp khi đi học là đường dốc sẽ không có phanh. Em muốn có cặp sách mới, bút thước kẻ mới, em muốn có xe đạp mới nữa. Em tên Hoàng Văn Vàng, năm nay em lớp 7, em 12 tuổi, em dân tộc Hờ Mông. Mỗi ngày em đi học về, em giúp mẹ rửa bát, nấu cơm, quét nhà, rồi đi ra đồng làm khoai. Em muốn thích những đồ mà đi học, áo, cạt, khăn quàng, dép. Em là Hoàng Thị Ni, năm nay em lớp 8, em 13 tuổi ạ. Mỗi ngày em ở nhà em quét nhà, rửa bát và chăm em, và em đi, mỗi ngày em cũng đi đọc khoai về để ăn ạ. Em mong muốn là học tập đầy đủ và sách vở đầy đủ và phương tiện đi học thì em chỉ cần một chiếc xe đạp là bình thường ạ. Em mong muốn được có xe đạp mới, quần áo mới, sách cặp mới. Sau này em muốn làm giáo viên để dạy học cho các bạn nhỏ trong quê mình. Em tên Sàm Thị Hằng Nga, em 13 tuổi, em học lớp 6A1.
Ước mơ sau này của em muốn được làm họa sĩ. Em muốn được cho mọi người thấy những bức tranh em vẽ. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết ngoài những buổi đến trường, hầu hết các em đều phải ở nhà để phụ giúp bố mẹ, thậm chí là theo chân bố mẹ lên rẫy. Khoảng thời gian dù ngắn ngủi để các em có thể vui chơi rất ít, cũng như là môi trường để các em sinh hoạt phát triển bản thân hầu như là không có. Đắk Rông là một xã vùng sâu vùng xa của huyện Cư Rút, 85% là đồng bào dân tộc thiểu số. Về cái mặt tổng thể thì cuộc sống gặp rất là nhiều khó khăn. Các em ở các cái thôn vùng xa, cách xa trung tâm xã, ví dụ như là thôn 15, 19, 20 thì các trẻ em ở tại các thôn này và một số các cái thôn khác nữa thì còn gặp rất là nhiều khó khăn, thậm chí các em là thiếu các cái phương tiện như là xe đạp đến trường, và đặc biệt là đối với các cái hộ gia đình có đông con đang trong độ tuổi đi học rất là khó khăn, thiếu thốn, không đủ để đáp ứng cái nhu cầu về cái trang thiết bị để học tập cho các em. Nên đặc biệt là ở đây có hai cái thôn 19, thôn 20, cũng như các cái thôn ở đây thì các em rất khó khăn. Đang ở với một số em thì đang ở với ba hoặc anh chị, bố mẹ làm ăn xa, cho nên là đang gặp khó khăn trong quá trình học tập cũng như là thiếu thốn trong điều kiện kinh tế. Vậy thì về phía nhà trường thì cũng hàng năm cũng là hỗ trợ của nhà nước cũng như của các địa chỉ đỏ của các cái cấp ban ngành. Rồi về phía hai nữa là tạo điều kiện cho các em sách vở cũng như là về các cái học phí để đi học, nhưng bên cạnh đó vẫn còn thiếu. Giúp của nhà trường cũng như mong muốn của thầy là thực hiện là cùng mong muốn các đoàn đến để tài trợ cho các em và cùng tổ chức các hoạt động để các em giao lưu học tập tốt hơn, để cho các em được trải nghiệm. Rồi một sớm mai bầu trời lại sưởi ấm nơi vùng cao, nhưng có những trái tim nhỏ bé mang trong mình những giấc mơ xa lại đang rất cần những vòng tay nghĩa tình của tất cả chúng ta, tiếp thêm cho các em những động lực, niềm tin về một ngày mai, một cuộc sống tốt đẹp vẫn đang chờ các em ở phía trước. Em muốn có cặp sách mới, bút thước kẻ mới, em muốn có xe đạp mới nữa. Em muốn thích những đồ mà đi học, áo, cạt, khăn quàn, dép. Em mong muốn là học tập đầy đủ và sách vở đầy đủ và phương tiện đi học thì em chỉ cần một chiếc xe đạp và bình thường.